Xin chào các bạn đã quay trở lại VN Club và mình là Jenny. Thì các bạn thấy ở trên đây nè, ở trên ngay đây nè, các bạn thấy có hai cái con nó ở sau lưng mình. Thì kiểu như là bây giờ thì mình đang đi tìm cái một cái loại gỗ tên là cái gì quên cha rồi, cái gì chết gì á, chết lót gì 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 á. Thì để mình làm tiếp cái nhiệm vụ vừa nãy thì cũng để dành ra một khoảng bao nhiêu tiếng để làm một số nhiệm vụ và lại làm được cái này luôn. Thì ok, bây giờ chúng ta phải chạy. Rồi vãi thật. Thấy có respawn được. Respawn ngay đây nữa chứ. Alright, respawn ngay đây thì không biết đồ có rớt hết không. Ây da, bị lắc. Hiểu luôn. Thì ok, cũng có người bảo là thử chết một lần coi xem sao. Ok, chết rồi đó. Chúng ta có 5 phút để chạy lại chỗ đó nha. Mong là không sao, mong là đừng có rớt cái gì hết, đừng có mất cái gì hết. Chúng ta có 5 phút. Lúc chết thì hồi sinh lại là 1000 luôn kìa. Có lẽ bây giờ chúng ta còn 20 mấy mạng ấy. Sao đâu ra mấy này ta. Con chuột khó chịu. Chờ đi. Thì là biết là mình đang vội nhưng mà late to death kìa. Chắc không cần đến 5 phút đâu nhờ. Gần 3-4 phút là tới rồi. Mình đã đánh dấu rất là nhiều, các bạn thấy mình đã đánh dấu rất nhiều và đã làm xong một số nhiệm vụ cơ bản. Chúng ta vẫn chưa làm xong nhiệm vụ ở thời kỳ đồ đá. Rồi đang ở vẫn ở đồ đồng. Rồi chúng ta chạy sang đồ đồng chúng ta làm rồi. Ok. Wow, ở trên bản đồ có cái hình đầu lâu xương chéo vãi lúa thôi. Này. Cố lên. Chúng ta sẽ đi thôi, không có thời gian đâu. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đó. Mình có thể là nên mình chỉ thắp đốt trước gì đó thôi. Cho đỡ nếu mà lúc quay lại chúng ta không bị đập. Nếu là đi xa quá vậy có bị sao nhỉ? Rồi, còn 100 mét nữa thôi và chưa qua 5 phút. Đồ sẽ mất khi hết 5 phút ha. Rồi còn 100 mét thôi. Đây có hàng to bự kìa. Rồi trời ơi. Mày quá. Là ở chỗ cái chỗ này ở đây có hai con chó là mình đánh dấu cái dog chỗ này và gold. Ở đây có cái hang nhỏ thứ hai và kia là hill cave là cái hang bự. Và cơ bản trên bản đồ là nó không có con gì ở dưới đó hết. Hoặc là mình chưa thấy thôi. Oh man. Giờ sao? Giờ thì sao? Chúng ta có thể lấy lại được không? Yeah. làm hú hồn thề luôn á, là luôn á, hú hồn luôn. Ha. Hey, chúng ta sẽ tiếp tục cái đống này. Wow. Wow, máu tăng lên được nữa luôn kìa. Mình đã tìm thấy cái hang to bự này. Chỗ đâu? Wow, nước này xuống đây nữa. Thật sự hang này to bự luôn ấy. Chúng ta cần vũ khí. Nếu mà muốn xuống đây chúng ta cần vũ khí. Thì mình sẽ đi lên trên. Khi lên trên chúng ta có thể tắt cái lây tịch đét kia cũng được. Ở bên này là có clay nè. Mình đang đi tìm cái thứ đá nhỏ nhỏ để có thể nung được ra đồng. Chúng ta vẫn đang ở đồ copper. Mình không biết dịch nó ra nghĩa là cái gì. Hồi trước mình cứ dịch là đồng nhưng mà mình thì mình vẫn sẽ hơi lắc tí. Mình vẫn biết bronze là đồng ấy chứ không phải là copper. Copper là cái gì đó đại loại giống như đồng thôi à. Được rồi. Cái thời gian rồi vỡ mồm rồi. Thời gian chúng ta không còn nhiều. Được rồi.
thì thời gian không còn nhiều thì chạy về thôi, biết sao giờ, chạy lên lập đồ xong chạy về. Dạ, mất hết kinh nghiệm đó hả? Có khi nào quay lại thời gian từ đầu không? Chả biết nữa, chả biết ngày ngày bao nhiêu nữa, nó ghi ngày không? Không, cái này thì làm gì ghi ngày. Ok, được rồi. Nói chung là chúng ta sẽ chắc chắn phải trở lại trong đó và chúng ta phải có đồ chơi, có vũ khí đồ. Sẽ tìm cách làm sao để nung được vàng ra luôn á. Nung được vàng hơi bị tiếc, ở đây có một đống luôn nè. Đó. Và đây có mấy con chó nữa, con chó mình đã mất tiêu rồi ta. Vừa nãy có, vừa nãy con chó vừa quay về, bây giờ chết mẹ đâu rồi á. Tại nó còn có 100 máu à. Ôi sao chỗ này bây giờ render này. Render nhanh, nhanh giùm con má. Chạy không kịp là đi luôn á. Đi đến đâu render nó là thôi chứ. Tí hồi render ra cái hố nữa chết mẹ. Rồi trời ơi, hôm còn 400 mét lận. Lại lặp lại thêm lần nữa. Chạy tối về. Ok, không có gì đâu. Rồi tối om luôn, tối om lại chỗ này teo luôn. Hỏi thấy gì luôn. Ây da. Vãi, trời ơi, rớt phát mất đông máu. Ôi thêm mấy con chó nữa kìa. Lại thêm cái cà ve nữa. Nhầm đường con mẹ nó rồi. Cứ lắc lắc thế này thì làm sao mà. Rồi đó cắm đầu. Ở đây có cái đuốc này vừa nãy chạy nhông 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 để đi về. Con chó chúng ta mất tích rồi. Là chết luôn rồi. Khi chết luôn rồi. Khi chữ heo đằng kia chắc có lẽ chúng ta nên xóa chỗ heo đi. Đây có pick. Đây dead, chúng ta sẽ xóa luôn cái lời dead kia đi. Nếu mà nhìn vô Enderman có sao không ta? Câu hỏi hơi ngu. Trời ơi, mình để chế độ bình thường đó chứ không phải chế độ khó đâu, khó là không biết chừng nào nữa. Có khi mới tập chơi nên để dễ thì hay hơn. Đó. Ui trời ơi. Vậy. Vậy thật chứ. Ê. Vẫn chưa tìm được con cừu nào, có lẽ là con cừu rất là hiếm. Cái này cái gì đây? Rong biển lấy ở đâu ta? Có ai biết rong biển lấy ở đâu không? Con nhện. Mình vẫn chưa thấy bão bao giờ. Nếu mà chúng ta tăng cái tỷ lệ bão lên thì chắc chắn nó sẽ ra, nhưng mà lỡ bão ngay nhà mình bay hết nhà sao? Cái nhìn 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 nhìn. Ủa sao hồi nãy nó không có tối như vậy ta? À, ý là vừa nãy nó không có sáng vậy, vừa nãy là chỗ nào tối nó tối om luôn á. Kỳ cục thiệt. Kỳ cục thiệt. Chuồn nó thật sách. Chuồn. Chạy lẹ lẹ nó chạy sang đi luôn. Ôi. Ôi. Cái này là nó cháy không biết trong mấy ngày ta. Cái mình đặt từ ngày đầu tiên bây giờ nó lại tắt. Ô. Quái nào. Mày không có con gì xung quanh nhìn kìa. Con zombie. Con zombie. Ấy mày làm sao vào đây? Đóng cửa chốt nhà. Rồi đây chúng ta sẽ lược sơ qua nhiệm vụ của mình hồi nãy. Ok,
nhiệm vụ này vẫn chưa vẫn dựng vững ở đó, và cái này nhiệm vụ này chúng ta đã làm tới đây rồi. Barrel, chúng ta đã làm được cái barrel là cái rương, là cái thùng á. Cái này cái xô, chúng ta moving thread, we can use bucket to fill barrel or to make a... Ủa, vừa nãy là mình đã múc rồi mà ta. Mình múc mình đổ đầy cái... Ôi. Đây xem em có đúng không? Mình múc mình đổ đầy cái này nè. À, không phải cái này nè. Múc đổ đầy cái này nè. Rồi cái bucket nó... Rồi mình đã vứt nó... Vứt nó... Ở đâu? Ở đây. Đây. Đó, vậy đáng lẽ ra phải làm được hình thành nhiệm vụ đấy. Game thì qua liền. Lấy lại được mạng nãy. Ngon ăn. Ôi, 31 mạng. À này, chết nứt nè. Trời ơi, làm đi tìm hóa ra. Ui. Ồ. Lúc mình chết rồi. Ờ, thầy hiểu, ok. À, lúc chết là coi như là mất hết luôn gì. Xì. Rồi. Mất thì làm lại, xoắn thì đâu. Ê, đừng lấy cái đó chúng ta cần để làm nhiệm vụ tiếp. Tên. Đấy, mở lại. Trời sắp sáng vậy. Ok, đã có cái này thì thì chết tưởng gì. Bỏ em đây cái đó thì đã là đầy nước rồi, chắc là sẽ có một mùa gọi là ở đây nè, cái mùa ở đây nè, season early summer. Chúng ta đang ở mùa hè mà sớm á, ý là ở đầu hè. Ồ, có giờ nữa hả? Phải. Năm 1000. Thursday. Rồi. Được ăn đã. Ố. Nó rớt ra cái gì kìa. Từ đây cái này, đây cái này. Rồi thay sapling. Vậy. Vừa nãy là mình có đi chặt thử mấy lá cây nhưng mà không ngờ lại rớt ra cái này. Là mình không chú ý lắm. Rồi kia nữa. À, thử trồng một cái ở kia bởi vì cái nguồn nước ở kia nó cao hơn. Và nó sẽ so sánh coi cái bên này nó mọc được hay là bên kia mọc được. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này lên. Còn đã ngày bao nhiêu ta? Ngày 108 đúng không? Lúc chết là ngày 108. À, còn nếu bạn nào bảo là cheat thì hình như là trong đây không có cheat được. À, như là có một mod nào đó nó đã ngăn cheat. Chỉ thể vậy thôi. Còn như là mở gì tao quên ra rồi. Mở LAN thì vẫn cheat được sao, chắc có lẽ vậy. Oh. Ok. Tiếp theo, ôi chúng ta lượm được hai cái cung tên luôn kìa. Lượm hồi nãy rồi, biết là lượm hồi nãy rồi mà. Được rồi. Đây chúng ta sẽ cần cái này. Và phải cái chết lớp này. Vậy à? Đây nè. Ôi, ủa đâu rồi? Chestnut nè. Chắc chắn là mình vừa mới thấy nó đâu đây thôi. Damn, chestnut. À, cái cưa nữa. Ngon to thế. Cái cưa nữa. Đây, và cái cưa vô. Chestnut. Cái này có tác dụng là giá đỡ cho các bạn lúc đang mai. Thì đang mai thì có nghĩa là đang khai thác, đang đào á. Thì có một tỷ lệ phần trăm nhỏ nhỏ, nếu các bạn đào thì lúc đang đào ở mấy cái vùng đất phía dưới thì nó sẽ bị sập xuống đầu các bạn. Còn mấy bạn cần cái này để giữ lại nó không bị sập. Mình đọc cái đó ở trong đây nè. Đọc được phần nào thôi, dịch được phần nào thôi. Hey, nhưng mà mình chủ yếu là lấy đó để claim reward. Full native copper. Đây là lấy cái nào? Lấy cái này đi. Nó là lấy đó để lỡ cần thiết sao?
Bronze. Bronze. Mixture of copper and other metal make a stronger alloy. The unit, so be sure you know how many units it can contain. There are three kind of bronze alloy available. The difference between the three are the fuck. Dài dữ vậy. 80%, 92% copper. Những loại kim loại khác. Ta sẽ lấy copper này ra. Gold. Những loại kim loại khác mình không hiểu lắm. Ủa là sao có những loại? Cái này phải coi kim loại không? Rồi chúng ta sẽ thử nhiều của đặc đi. Ok, chúng ta sẽ thử nha. Đây. Ok, chúng ta sẽ bỏ này vào. Ôi ôi. Ủa, gì kỳ vậy? Sao nó lại ở đấy? Bỏ cái này vào 1 2. Nếu được thì chúng ta sẽ ra bronze. Mấy cái này không có gì đâu, cái này tí hồi nó cháy luôn mà. Mình không có đập ra được. Ok. Lên. Và gỗ. Hết gỗ rồi hả? Mình có bỏ cái này vô được không? Không, tất nhiên rồi. Rồi trên này cái rương này còn trống. Đây đây. À, đây vô quýt nè. Hai cái này khác nhau vãi thật. Ồ, chúng ta còn đống cà rốt đây và đống quýt ở đây. Này, cái này nhiều thứ để làm vãi. Đây. Ok, chúng ta sẽ ra cái bên này. Ở bên này có cái khu vực rộng hơn nên chúng ta sẽ làm. Sắp hư vậy bay. Ba thôi. Ba mà làm tới 4. Carrot quýt thì quýt. Oh man, đá đâu? Kích. Tiếng nhạc đâu lại ta? Cây. Knife là biết rồi, thẳng xuống qua. Ồ. Oh, không phải là cây. Mà là quên mẹ rồi. Nói chung là cái hướng để đồ lâu rồi. Ui. Wow. Ghê thiệt chứ. À, có khi nào vậy? Vậy. Nấp vậy. Nấp. Cây cọc vậy. Chúng ta cứ làm cái này trước đi. Làm con dao đá trước. Tại vì chúng ta cũng đang thiếu con dao đá. Tanh. Ok. Và chúng ta sẽ làm con cây. Đã có cái xẻng, có cái cúp. Và thêm cái này nữa. Tại vì chúng ta đang thiếu cái này. Nó sẽ bảo vệ. Cái đó gọi là cái gì hả? Cái mình biết cái cuốc. Cái đồ đó là đâu ta? Đây nè. Steel hole head. Steel hole head làm thế nào? Nó mà cứ làm như thế này thì bố thằng nào hole head hả? Hole. Stone hole head. Oh shit. Quá. Đập quá. Thiệt luôn nhé. Có vậy cũng làm quá. Đây. Carrot. Ở đây là wheat. Trồng lung tung luôn. Nhìn cho nó ảo diệu. 1, 2, 3.
Ok. Chưa? Quên nãy đặt xuống, trời đáng lẽ nãy giờ được gần nữa rồi đặt xuống mà quên đặt gỗ. Ta tính lấy gỗ mà. Rồi. Hello. Oh. Chứ còn nó chảy luôn mấy cái thành này nè. Đó. Chảy luôn mấy thành đó luôn. Hey, uống nước tí nào, uống nước tí nào. Đây có mấy cục xương, ở kia có mấy con chó nữa. Ta có thể lấy thu thập một con chó mới. Ăn đi. Thịt đâu, ăn luôn. Wow. Cái vụ cháy nữa hả? Giờ mình phải cho mấy bên là đá hay đất gì hả? Đất không? Có đất không? Cobblestone sand à? Mình cứ nghĩ nó sẽ rớt xuống. Ok. Đấy. Ngon ăn. Nếu mà tiếng mưa hơi to thì có lẽ mình sẽ bật xuống. Ok, mình sẽ ra chỉnh một tí xíu ở cái này. Ok. Bây giờ lại nhỏ quá. Gì kỳ vậy? Đấy, vậy được hơn đấy, tốt rồi đấy. À, nếu mà... đâu rồi? Cái rìu cũng đi tông rồi hả? Vãi. Rìu, cái rìu mà cũng đi hoài à. Cái rìu thôi mà. À, mình không biết là nếu mà chúng ta sử dụng tay không thì nó là sao. Tay không thì hình như không có tác dụng. Đó, nó rớt ra, nó rớt ra mấy cái cây á. Mình không biết tại sao luôn. Ok, ok, chúng ta sẽ tất nhiên vẫn sẽ phải làm quầy bên đây nó mới to hơn nữa. Hoặc là nó gần nguồn nước là nó mới to như vậy. Mình không biết là vì sao nhưng mà chúng ta cứ để vậy đi. Và chưa biết cách tìm được cái cây táo đó, bạn biết thì các bạn comment phía dưới để nói cho mình biết tìm được cái cây táo. Ý là tìm được cái chồi cây táo á, cái nhiệm vụ là tìm chồi mà. Và cái búa này, cái này phải cái búa không? Cái này là cái gì á? Prospector. À, làm ơn làm được drone hay là cái gì đó đi. Đã thể làm cái đục, cái đục á, đồ đục á. Đục là có thể đục, đục cái này thành cái cầu thang để đi lên đi xuống. Rồi đặt thêm đống trên kia nữa là đục thành cái mái nhà luôn. Mong là hoạt động, mong là nó hoạt động. Hôm nay thôi chỗ này nên nên để cây đó đi. À, đây vẫn đang chờ, vẫn đang chờ. Có cái bát không? Ủa? Cái bát mà bát đen đen không ta? Nhớ là có cái bát đen đen mà. Bữa ấy. Cái bát đen tác dụng lọc á, sàng lọc á. Đây nè, cái bát này nè. Trong khi chờ cái đó ra chúng ta có thể... ở kia có clay kìa. Có cái đất sét ngay đó. Ủa người ta? Mình nhớ mà mình nhấp vào phát là được không mà. Chưa xong. Đồ vải liều. Ở đây nè, đâu đây nè. Nó sẽ lọc ra cái gì đó. Giữ vô, lọc, lọc, lọc. Giữ vô, lọc, lọc, lọc. Mình không biết là lọc, lọc đến bao giờ luôn á. Lọc, 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 lọc. Giữ vô, lọc. À, nó thấy, thấy góc trái thì... Ồ, mình đi rồi. Chuồn thôi. Chuồn thôi.
Chuẩn thôi. Tối hoài. Chưa xong nữa. Đốt lâu vậy sao? Đã con chó kia nó còn có 148 máu rồi, chắc là nó còn kìa thổ dân đến rồi. Đó, tối om luôn kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái tối nó luôn á. Sao hồi nãy nó không tối vậy? Kỳ cục. Hồi nãy gần sáng rồi nó không tối vậy. Anh chờ lên, lửa lên. Nó press press chờ tí mà ra wiki mình xem thử coi, chờ tí dịch. Mình đưa Google dịch trước đã, Google dịch trước đã tính. Chúng ta nên chui ở trong đứng. Brass hả? Ủa sao mình tưởng là nó phải ra cái gì đó chứ? Brass. Đồng. The fuck. Bronze. Cũng là đồng. Copper. Cũng là đồng nốt. Đủ thứ. Đồng nếu vậy. Ok. Được rồi. Hiểu không? Thực sự đã hiểu gì hết. Vậy có ba loại đồng trong cái thế giới này luôn. Mà mình đang không biết nó có sao không đây. Không. Ê. Không. Man. Không phải ý là mình giờ phải nung lại cái đống này à. Nung lại đống này bao giờ. Cái này là vứt được rồi đó. Chinh su. Ok. Cái này có tác dụng là gì, là mấy cái đèn. Nó không có tác dụng là mà cái chinh sò này. Oh man. Ok. Rồi. Bước vào đây. Thì coi như chúng ta đã làm ra một cái mới đi, coi như chúng ta đã tìm ra được một cái vật dụng, một cái mới. Cái Galena này nó không có tác dụng, phải. Galena này nó không có tác dụng. Ok. Ta có gold này, có đây này, có đây này. Gold đúng với cái này thì chắc không ra đâu. Thử không? 10, 1, 2, 4, 40. 50. Thử đi cho biết. Đậm lên cho nội. Thử cho biết thôi. Thử thôi. Mình lười đọc wiki lắm. Ok. Chặt. Chờ đến trời sáng là chúng ta có thể chạy đi chỗ khác để làm. Một, hai, tám như chưa đủ vậy. The fuck. Ok. Delay vãi. Quá delay luôn. Bao delay luôn. Super. Oh. Cháy bà nội. Đó. Trời ơi trời. Sắp sáng chưa? Còn hồi như trời tối nó nhanh hơn trời sáng vậy. Tối chắc có 5 phút thôi. Sẽ bỏ lại một số thứ và bắt đầu đi tìm cái kia. Bỏ lại cái này nữa, cái này nữa.
đây, cái này cũng tạm chưa cần thiết. Phải không bỏ lại được cái đống này. À, cái đường này sao? Bỏ lại. Cái gì kỳ cọc vậy? Đó, vậy đi. Đó. Rồi, ok. Trời sắp sáng rồi, khi nào quay lại? À, bây giờ. Phải không thấy luôn, đúng buổi tối luôn. Waypoint, let's dead. Delete. Sẽ mất đi cái trên đó. Còn fancy gray die. Bone meal tìm ở đâu? Handstone tìm ở đâu? Stick với lại. Tại sao mà tìm được mấy cái đống này? Lại nung nữa. Phải nung trời. Quái nào. Sáng đi mấy cu. Cho trời sáng luôn đi. Ở đây là ten. Bên này cũng là ten. À, trời sắp sáng và bên này chúng ta đã đi được một tí và khám hiểu rất là nhiều. Tất nhiên là sẽ còn ở bên này nữa. Chúng ta sẽ đi ngược lại với hướng bên này thì là đi bên này đúng không? Thì mấy cái dòng sông. Rồi sương mù đồ rồi. Này cũng có shader. Nếu shader đẹp vỡ lờ ra chứ có một số bạn không thích nha. Còn về cái cuộc mà mình chọn coi để shader hay không thì thực sự thì mấy bạn chọn số 1 đã thắng. Đúng không? Còn mấy bạn mà chọn có để shader đã thắng nhiều hơn. Xui với mấy kia rồi. Thì không thì cứ một tập để shader, một tập không cũng được. Nhưng mà nhìn kỳ cục vãi. Nói chung để cho huề á mà. Ok, đường này ta phải tìm mấy loại đá đen đen. Số loại đá đen cái sunfua này lấy sao? Có vẻ khá lạ. Đây rồi, có cà dốt. Để vô, ok. Bốn giờ 28 rồi, lẹ thôi. Ôi. Wow, vàng đúng không? Vậy chị vô nó mới biết. Không phải. Gòn chù. Ê, phải đánh sang chỗ này. Ngon ăn. Ngon luôn, trời ơi, một đống quái phía dưới luôn. Ơ, cái chỗ này thấy bao giờ chứ nhỉ? Như là thấy rồi sao? Này giống cái khu vực này à? Nhưng mình đi không khu vực này rồi á. Hả? Quen ha. Ok, có thể là để biết hình như cái hồi nãy. Ok, chúng ta có lấy lại found nothing interest. Ô, cái này là từ đang nghiệm ra cái gì đấy lá. Như cái đó không phải cái búa mà giống như cái để hái đồ trên kia mới có gì không ta. Ở dưới đây nữa nè. Abyss. Có thể chúng ta đã tìm đúng chỗ. Có thể thôi. Xung quanh đây đất có gì nữa? Có cái hang à? Không phải hang luôn. Wait. Sao cái chỗ này mình thấy trên bản đồ nó lại mở rộng rồi nhưng mà mình có vẻ chưa đi. Từ cái gì đấy? Ở
rồi Bismuthinite đi đó. Cái đó ok, đây nếu mà cần tìm chúng ta sẽ có cục xanh đúng không, rồi ok. Zombie rồi đồ ok. Đây có một số loại cây là lạ kiên thật chứ. Phần lót đường kia đường vòng về nè, ở đằng kia ở đằng đây có gì không? Không à, bên kia mình đã đi chưa? Chờ đang là nghiêng cái nào ok, chưa dậy chưa nữa, sẽ chạy qua đây coi tí. Có một cái hang, một vài cái hang để xác định là sẽ đào nó nát luôn. Chỗ này thể loại gì này, wow, ui sực làm hết hồn bay đấy rồi, xong luôn. Từ từ, cái kéo tiếng Anh là cái gì nhỉ? Sao bộ cái này rồi, cái kéo tiếng Anh cái gì quên bà rồi. Có kéo vào đây không? Oh man, man, à không ship quẻ trong tay thôi, chúng ta cứ để ship đi. Ship thì chắc khỏi ship đi. Yep, ở đây chúng ta có mấy con cừu, chắc nó không đi đâu xa đâu. Có cừu là có giường, có giường đặt sỏi sợ buổi tối. Khỏi lo trời tối chứ. Ui chỗ này đẹp vãi này, có mấy cây loại to này sẽ lấy về nhà chơi. Ôi rồi đói rồi đậu phộng. Ồ. Đỏ sao vậy? Thế rồi. Không biết đỏ là sao á. Ôi, thôi ít nhất nhanh hơn nãy. Loại gỗ mới mà chúng ta không có thời gian, chúng ta sẽ lấy về làm kiểu như tham khảo thì thôi, so sánh mà. Ôi đầy loại gỗ này luôn. Nhà chúng ta chỉ có 5 cách, có 500 mét thôi. Này là gì? Ok, đây là đây, đang giữa trưa đó. Wow, có đầy còn như đá cùi vậy. Rồi, cùi. Bọn ta phải đá cùi chúng ta, cứ lượm đi cho chắc. Nhưng mà đầy như thế này đá cùi với là gì nữa? Không biết ở ngoài biển, trong map này ở ngoài biển có cái gì không. Ôi loại đất mới nữa mà. Hey, cái mấy con cừu đó, nó nằm ở đó luôn, ngon ăn. Được rồi, quay lại. Chúng ta tìm được khá nhiều hôm nay. Ok, tìm được cừu nè, đủ trò luôn nè. Đi dọc bờ biển mới có nhiều mấy cái cây này nè. Cái gì đây?
Thunder. Cứ lấy về đi. Chúng ta tìm được cái loại khoáng sản mới. Không phải mới mà kiểu như tìm được một cái chỗ để khoáng sản mới. Ui. Ui, ê, coi đây nè. Nập, nập, nập. Đâu ta? Ê. Từ, từ, từ. Em. Ơ, có người nào mình đào cái này nó ra cái cục sắt không ta? Ra cái đá, đá lửa gì ấy. Nhưng mà không đâu. Thôi, chơi vậy rồi. Chuồn. Nước đâu? Ok. Kinh vãi. À, chỗ này nhưng mà đi qua rồi á. Ship trên kia. Hello em. Cát đâu? Gravel, sand, gravel. Tang. Ok. Found nothing interest. Found là sao? Có gì đâu mà found. Không hiểu. Lụm lên cha nội. Rồi. Có ai biết cái tác dụng của cái đó là cái gì không? À, thêm cà rốt này, thêm cà rốt này. Ý. Hôm ở đằng kia. Ở dưới đây có một cái hang phong. Không phải. Bây giờ mệt mỏi quá. Ok. Ê. Đấy, cái thợ ba thành củ cà rốt đầy ha. Rất là logic. Logic. nếu rảnh tay thì tăng. Quá rảnh tay luôn. Bọn đang giữa mùa đó hả? Early summer. Nếu mà trong summer là mùa hè á, có khi hạn hán chết mẹ luôn, là khỏi có nước luôn phải không? Mình nghĩ thôi, bởi vì thì cái này nó thực quá nên có khi dính chết mẹ luôn. Nên chúng ta phải làm thêm barrel. Barrel là chúng ta có thể dự trữ nước, dự trữ nước trong mỗi mùa đó. Rồi các bạn bảo là dự trữ thức ăn. Bỏ mồm rồi. Chỉ chữ ăn thì bỏ mồm chắc rồi đó. Còn cái gì mùa đông nữa. Còn ai nói là gì chữ thức ăn thì có lẽ chúng ta ngủ đông luôn cũng được. Không đi đâu hết. Cái này. Vừa nãy là mình hết hồn luôn. Ồ, hết hồn thật. Rồi. Shit. Thế sao không? Nãy giờ mình đi quá 5 phút. Quá 5 phút. Quá 5 phút. Thì cái bình đã mất mẹ rồi. Xui vãi. Quá xui luôn. Để lấy hết này ra. Xui. Xui vãi hà. Thật ra chúng ta không cần, chúng ta bỏ này vào. Bỏ này vào. Chúng ta giữ lại cái small này. Ok, bỏ này vào, bỏ này vào. Mình không buồn hiểu không? Không buồn. Không gì buồn hết. Không có gì là buồn, phải buồn hết á. Ok. Rồi. Gold nó kết đâu rồi? Tuy là mất hai cục copper to đùng. Nhưng không sao hết. Không sao hết. Đây, chúng ta vẫn còn hai cục to đùng. Bởi vì chúng ta có cái chỗ đào copper, quên, đào copper rất là to đằng kia. Bao bự. Phải nói là bao bự. Ok.
chúng ta lại phải chờ thêm một khoảng thời gian dài nữa. Ok. Đây có khi nào cái này? Thì sao? Tự nhiên cái đó nó dùng để đánh quái quỷ gì đó. Tành tiếng file vậy, cái này tìm được không? Không được. Chỉ có cái này cái tác dụng thôi à? Rồi chúng ta chờ thêm một tí xíu nữa là xong thôi. Chờ thêm một tí nữa thôi. Tại phải mua lửa nữa rồi. Ôi lại mưa rồi. Ồ, nãy giờ mình lập đàn cầu mưa mưa thật nhỉ. Tiếp nào. Nó khóa cái kỳ. Giờ biết nha. Như cái này có trong Windows chứ không phải là trong game. Nó giữ luôn cái nút cho các bạn á, là các bạn không cần ấn nút shift nữa vẫn ngồi á. Uầy, mất một máu. Ủa sao mất máu? Lâu lâu mình bị mất một máu thì không có lý do gì cả. Lâu vãi. Cái đèn hay trên nhà chúng ta tắt rồi. Giờ mới biết rồi. Không phải giờ mới biết lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới chú ý, tại mình cứ nghĩ cái này nó khác hẳn luôn. Đèn có thứ ở lên mấy nhà. Cái này chuyển sang chuyển hết hết rồi. Bỏ ra đi, chuyển nó sang chế độ hứng nước. Có không ta? Như không có. Cứ nghĩ là có dụng chế độ hứng nước rồi đổi. Anh lấy gì ra quên bài rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cách bỏ nước vô đây. Đấy. Ta cứ hứng nước. Lấy nước. À, nước nó tự update. Bỏ vô đây. Lấy nước. Bỏ vô cái là coi mực nước nó sẽ tăng. Đó. Lấy nước, bỏ vô, lấy nước, lấy, cái nước nó không có hết đâu, yên tâm, hứng thôi, bỏ vô nữa, lấy nước nữa, lâu vãi, thì về cơ bản nhà ta càng kém phát triển rồi đó, đỡ hơn mấy lúc đầu rồi, việc chúng ta cần làm đó là đào nhiều đồng, nhiều vàng nhé, có thể là nâng lên, chúng ta sẽ lấy được cái kiếm. Ui ôi, hết hồn, nó sẽ có được cái kiếm siêu lại đó, dễ có nguồn dự trữ nước. Còn cách làm cái barrel thì đây barrel, đây này, cần rút một plank thì chúng ta sẽ lấy mấy cái mới nè. Cái loại vật mới chúng ta sẽ làm, bỏ vô để tắt lấy ra. Ok rồi, đây thì chúng ta cứ để ở đây nhưng mà hết đồ ăn rồi, từ nhầm. Mong là được giùm con cái. Được nha.
Yep. Yeah. Đồ chơi đâu rồi? Không biết có cần búa không ta? Mình có cái búa vứt đâu đó rồi á. Đừng. Đẩy cái này lên, bỏ vô. Yeah. Hay lắm cu. Được rồi. Để lấy cái này ra thì chạy sao. Nó sẽ bỏ này vô cho nó lên hết cái đống này thì chúng ta có đầy cây này lại. Được rồi. Chinsel copper. Để coi chúng ta có cần vâng, chúng ta cần búa. Búa chờ tí. Giờ sao ta? Giờ sao để sử dụng này? Mình tưởng là chỉ cần chỉ vô cái coi chứ mình cũng đã coi tutorial rồi chứ. Ê, mất của bố rồi nha. Chúng ta thử thử với một cái gỗ đi. Gỗ đâu? Ok, đây có gỗ. Hoặc là phải cần làm một cái búa kia nữa. Đúng luôn, chắc phải làm một cái búa giống y chang nữa. Ok thôi, tập này chúng ta sẽ dừng lại đây. Phải hết mưa luôn rồi, thì tập sau chúng ta sẽ tìm cách đục cái này, nó có tác dụng là đục này. Thì sẽ tìm cách để có thể đục được. Hey, mong like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye. Tắt hết đục rồi.